Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thần Nóng Lazada. Hôm nay mình sẽ làm ring sâu nha anh em, uống thử cái lon nước này. Đó. Trước mình hay làm cái nút sâu là về review mì hay là một số các cái đồ ăn lạ. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với ring sâu nhá, chúng ta sẽ uống, ok. Rồi, mình đang cầm trên tay một lon nước, thật sự mình không biết cái lon nước này lon nước gì luôn. Cái này thì hôm trước mình có sang nhà bà chị thì mình thấy cái lon này mình nhặt về. Đó. Nhưng mà bà này hay lắm, mẹ toàn đồ độc lạ luôn. Nhiều đồ Việt Nam có nhưng Thái có. Rồi, cái lon này thì mình đoán chắc là hàng xách tay anh ạ. Hoặc là mua ở các hệ thống siêu thị của nước ngoài ấy. Cái lon này mình thấy là nó không có tem nhập khẩu, nhưng không biết nó là cái sản phẩm gì luôn. Thật sự thì có những cái sản phẩm mình review ở trên tay mình không biết là gì. Dù cái lon này là một này. Nó có tên là Hawaiian Sun Guava Nectar. Cái này thì mình sẽ Google chứ mình không biết là cái gì đâu. Lon này là 340ml, hình này chắc là nước trái cây. Nước trái cây nghiệm nước quả gì chả biết được. Tết of Hawaii. Các mình đoán đây là một cái nước giải khát đến từ Hawaii nhá, của Mỹ anh em. Đây. Cái này nó có tiếng Anh này, nutrition calo 105% này. Cái gì chất béo thì cholesterol 0, sodium 1%, vitamin 0%, canxi 0%. Sản xuất tại Hawaii, USA này đó. Chuẩn xác luôn, nó đến từ Mỹ luôn anh ạ. USA luôn. Và cái chai này nó có cả mã vạch đây. Vãi đạn thật. Không biết nước gì luôn, có mã vạch. Ở trên này thì nó ghi là CRV cái gì Mehin chả hiểu gì luôn. Đây có này, KRVO10C. Cái dưới đít là chúng ta sẽ có là cái sale bài bán lúc tháng 8 321. Sale August, cái này chắc là tháng 8 này. Cái gì 31, 24 thì không biết, 1054. Không biết là chai gì luôn anh em. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu xem chai này là chai gì nhá. Rồi, mình sẽ đi từ đầu tiên là Hawaii Sun. Ok đó là ok, Hawaii Sun. Anh kêu chữ Y. Hawaii Sun anh em. Thì nó sẽ ra, à đây, nó ra tên công ty. Wow, đây là công ty họ bán về nước giải khát anh ạ. Rồi, có chai này của mình đây. Drink. Ui trời, chẳng gì chúng ta thích anh. Cái khái nó là cái gì, một cái nước giải khát mùa hè gì đấy ở Hawaii. Mình kiếm xem cái lon của mình là lon nào. Vua Van Nectar đây rồi, là cái lon này. Đây, chính là lon Hawaii Sun Wecta. Sản xuất tại Hawaii. Chắc có thông tin gì. Nó bảo Kiss by Cool Rain and cái gì, tôi chả hiểu cái con khỉ gì. Thế nào mình sẽ đánh ra nữa. Đánh ra ngoài xem nào. Guava Nectar. Guava Nectar. Đây 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 rồi. Ui, cái chai này bán là 7 đô anh ạ. Cái chai của mình nó là 7 đô nhá. Đây. 7 đô chai này. Bán ở trên eBay. Đây là một cái sản phẩm cái gì ý. Nó từ USA anh ạ. Russia, nó liên quan đến cả Nga và cả cái gì ý. Tôi có một cái số ở, nếu bạn ở Mỹ cái gì chả hiểu cái gì. Không biết là cái gì luôn. Suva không biết là cái gì, nước ổi. À, nước ổi anh em ạ. Nước ổi. Cái Guava Nectar này nó dịch ra là ổi nha mọi người. 42.000, nhưng mà cái này là cái hãng khác nhá. Còn cái Hawaii Sun này thì là hầu như mình không thấy có ai giới thiệu trên mạng nhá. Đây này. Mình đánh hẳn cái từ Hawaii này xem nào. Ở đây, nó có luôn này. Như vậy, lon này là 7 đô. Ui, vãi đạn. Ông này còn bán 3 triệu mấy này. 3 triệu mấy luôn. 3 triệu này. 3 đô nó bán 3 triệu. Thằng này thì nó bán là 7 đô. Cái này thì mua chỉ có mua ở trên Amazon, ở Việt Nam thì không có, mình đoán đúng không? Cái này là hàng sách tay nhá, nó rất là hiếm nhá mọi người. Không có thông tin gì luôn. Nhưng mà mình đoán đây chắc là nước có cái vị ổi và nó sản xuất ở Hawaii nhá, ở Mỹ nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bóc ra và uống thử cái lon này. Một lon nước không có thông tin gì luôn. Ôi chà chà. Lon này của nó là 340, như vậy nó sẽ to hơn lon Coca một chút. Coca là 330, lon này là 340. Nhưng mà nó cũng, mình cho là nó cũng cùng cái size của Coca thôi. Rồi, đây chính là cái nước Hawaii Sun, Hawaiian Sun Guava Nectar. Lon này thì nó có màu là mình nhìn thấy đây, nó là cái màu như kiểu màu nước dưa hấu ấy. Không có ga nhá. Lúc mình mở nắp ra thì nó cũng không có khí ga gì đâu. Mùi thế nào? Thằng này mùi dễ chịu lắm anh, mùi kiểu hoa quả tươi ấy. Và trong này thì nó cũng không sủi bọt gì cả. Nhưng mình vẫn thấy có cái bọt li ti này. Nó vẫn có những bọt li ti nổi lên này. Đó, chắc người ta vẫn sụp một cái khí soda gì đấy. Mùi thì... mùi trái cây không? Để thử cái vị của nó nhá. Nó có vị ngọt. Hơi chua chua. Chua nhẹ thôi. Nhưng mà thực sự mình không biết cái vị gì. Uống khá là thích nhá. Nó lạ lạ mồm ấy. Uống nó rất là bom mồm luôn. Thật sự thì
nó không ra cái vị gọi là một cái màu sắc thì cụ thể. Ở đây thì mình đoán với cả nút trao Google ấy, thì mình đoán chắc là cái này là nước ổi, tại vì cái hạt này chắc là hạt ổi này. Nhưng mà nó, cái vị của nó không ra như những ổi của Việt Nam anh ấy. Tại vì ổi của Việt Nam thì ăn nó thấy có vị chua cơ, còn cái này nó lại ra cái mùi khó tả lắm. Nó ngọt thì nó không ngọt lắm, mà nó chua thì nó không chua lắm, nhưng mà nói chung là dễ uống nhá. Nhưng mà cảm giác là cái thằng này uống không uống tay bo như này không ngon lắm. Rồi cho mọi người xem về cái màu sắc của nó này. Cái màu của nó thì nó cứ nhạt nhạt nhờ nhờ như kiểu nước bột đen nhạt ấy. Mấy nét mấy nét. Đấy. Đây này. Không biết ổi, nếu mà như ổi ở Việt Nam ấy thì mình thấy là chúng ta sẽ có ổi xanh đúng không? Và cái ổi ổi ngày xưa gọi là ổi gì, ổi cơm sao? Nó có cái vị vàng thì nó rất là ngon. Nhưng mà cái nước ổi của Hawaii Volcanica này mình thấy nó không giống ổi Việt lắm đấy ạ. Nhưng mà nhìn chung thì cái nước này nó dễ uống. Cái nước này rất là dễ uống. Nó ngọt ngọt, mát mát. Trong này thì người ta cũng không ghi về hàm lượng đường các kiểu nhá. Nó chỉ có, mình thấy ở đây là có sodium này, không biết sodium là chất gì. Carbon hydrate thì có 37g này. Có ăn cũng có sugar này, total sugar là 35g. Và include 32g ép sugar là 64%. Như vậy nước này nó có đường nhá. Đó. Rồi thì water, waterful, sugar, citric acid. Chả hiểu cái gì. Nói chung là cũng có nước lạ. Dễ uống. Cũng ngon đấy. Nói chung là nước này dễ uống này. Thế mình thấy cái độ ngọt của nó thì người ta chỉnh ở mức vừa thôi. Mặn mát. Tí nữa mình sẽ cho thử đá uống thử xem nào. Còn đúng kiểu bo bo không như này thì thấy nó cũng bình thường. Nó không ngọt như Sting nhá. Cũng không ngọt như mấy cái nước tăng lực hay là Coca mà nó có. Lần đầu tiên mình uống cái lo này luôn. Lần đầu tiên nhìn thấy luôn. Cái này bạn nào ở Mỹ chắc nhìn thấy cái lo này nhiều, chứ ở Việt Nam thì sự mình lần đầu tiên là rồi. Trong lúc mà mình đi lấy đá thì mình chia sẻ anh em chút về cái lon này, là cái cảm giác uống thì nó sẽ không bị là ợ hơi như là mình uống cái những cái nước có ga như là Coca hay là Pepsi hay là một số các loại nước soda. Và uống cái thằng này thì nó cũng không có độ phê phiếc gì như là uống nước tăng lực nha anh em. Uống nước tăng lực như là như uống Monster ấy, uống xong nó sẽ có cảm giác khác ngay. Chứ còn cái lon này uống thì cảm giác thì nó chẳng có cảm giác gì, nó chỉ cái là đọng lại trong mồm, nó sẽ bị chua chua mà vẫn chịu chịu thôi, không có ợ hơi và cũng không có độ phê phiếc gì nhá. Rồi mình sẽ cho một ít đá nào. Có thể cái quả này mình nghĩ rằng nó chỉ có ở Hawaii, chứ còn với ổi ở Việt Nam mình thấy nó chả giống. Rồi thế này. Rồi, chia sẻ với các bạn là khi mình làm clip này thì chỗ mình nó đang làm tháng 1. Đây đây. Thì nó là vào mùa đông rồi, nên là uống cái nước lạnh này thì nó cũng hơi đau một chút, nhưng mà nói chung là uống chỉ những người khác để uống, có cái đá này uống mà nó sẽ không ra cái độ khác hẳn ngay anh em. Mình thấy có một số nước mà mình cho đá là uống nó tăng độ ngọt nhá, tăng cái độ thích ấy. Còn nếu mà uống người khác bắt buộc chúng ta sẽ uống thử đá nhá. Cái này thì mình cũng không dịch được đoạn nào nó là có phải ướp lạnh hay không. Nhưng mà cái này nó bắt mình phải lắc nên chúng chị trà nó bắt phải lắc xích well này. Đó. Đó, đấy là sẽ uống với đá nên cũng nguy cơ toàn nó hỏng nó cũng rất là cao, nhưng mà chẳng có đá thì mới test được. Đó. Mình thật sự thì không phải là người thích uống những cái nước hoa quả làm sẵn, mình vẫn thích uống cái fast food thôi, mà nó phải tươi như kiểu mình nước sinh tố ấy. Còn tất nhiên là trong những cái điều kiện bất khả kháng như là mình đi nhậu đi liên hoan ấy mà cảm thấy nó háo ruột hay là cảm thấy muốn có một chút vitamin C thì những cái nước này thì mà cái lon này Việt Nam có bán được đâu. Đó, nên là ở Việt Nam thì mình thấy là hình như là chỉ có nước uống có ga này, soda này, nước tăng lực như là bò húc hay là một số cái nước mình đã làm trong kênh của mình như Samurai rồi Monster các kiểu ấy. Thì những cái nước trái cây này thì thực sự là rất ít người uống nhá. Chả như chị em mà uống để giảm cân các thứ là người ta hay mua quả tươi người ta ép sinh tố ấy. Chứ còn những lon này thực sự là ở Việt Nam thấy cái nước mà hoa quả ép lon này thực sự là cái thị trường mà chưa được quan tâm lắm, nên là rất ít những lon như này. Là cả hôm nay cũng rất là may mắn nhờ dùng em lon này để uống thử. Màu sắc của nó mình thấy rất là đẹp, nó không đỏ gay đỏ gắt ấy. Nhìn nó hồng như này thì nhìn nó cũng dễ thương, màu hồng cũng ok. Nào uống thử xem nào. Ây da, cái ông này cho đá uống quá hơn thật đấy nhỉ. Quan niệm rất nhiều người là cho đá nhạt, nhưng mà với những cái nước mà theo kiểu như này mình phát hiện ra là uống với đá nó sẽ đậm đá hơn nhé, tại vì nó có carbonate này. Đó. Ông bộ để uống không ợ hơi, không có độ phê, mà nó đừng có cảm giác như nước cà chua anh ạ, chứ không phải nước ổi, nó không rõ ràng mùi ổi đâu. Không biết ổi bên Hawaii nó có khác thế, nhưng mà tao uống nó chả có vị. Và cũng rất là buồn cười là không thấy ông nào giới thiệu luôn, không có bài viết nào, ở Việt Nam cũng không ai bán luôn. Mà mua này chắc là chỉ có đặt Amazon thôi, Shopee cũng không bán anh ạ. Mình tưởng cái này Shopee nhưng mà tra Google nó ra, nhưng mà Shopee cũng không ai bán. Shopee chỉ bán hàng Trung Quốc thôi. Nói chung là uống của nó mình thấy cũng được. Mình thích hai điểm của cái lon Urbanita này. Thứ nhất, màu của nó mình thích cái màu kiểu màu giống nước dưa hấu nhạt này. Và thứ hai nữa là nó không ngọt lắm, không ngọt lắm,
không phải là. Còn nhiều bạn là thích là chúng ta sẽ có là nó có ga ấy, uống nó phải có thỉnh thoảng ợn cái nó phê phê ấy, hoặc là nó tạo cảm giác nước giải khát đi mà. Con này không có nhá. Mình vẫn thích uống nếu mà uống nước hoa quả này, chẳng như là để giải sự bia sau khi ăn nhậu ấy, thì mình muốn nó chua một chút. Thằng này nó gọi là nó thanh thanh nhưng nó không phải là chua. Nó thanh thanh thôi. Hôm nào mình sẽ thử mua ít ổi về ép ra xem nó có ra được cái mùi này không nhá, tại vì thực sự mình chưa uống nước ổi ép bao giờ. Dưa hấu này, xoài, cà rốt cũng rồi nhưng mà ổi chưa ép chung nữa. Ủa, uống một non là lo luôn nhỉ. Uống một non là lo luôn cái kinh. 300 omega cũng khá là căng ấy, không phải là ấy đâu. Lo ở Mỹ thì nó làm cũng tương đối. Cái vỏ nó khá là dày nhá. Không hỏi bét như cái lon coca nhỉ. Lon coca nhiều lon miếng mà nó lõm rất là khiếp. Cái nhôm của Mỹ anh nhìn nó cũng chắn phết. Ở Mỹ thì những cái đồ về sắt thép người ta làm cũng rất là tốt. Ví dụ những chiếc xe bán tải anh em thấy sắt, cái sắt của bán tải nó rất là chắc, xe Mỹ nó rất là đầm chắc luôn. Đó, nó cầm rất là sướng. Đã xong. Ui, đó. Rồi, như vậy ngày hôm nay mình đã chuyên tay và trải nghiệm thử một lon nước đến từ Hawaii này. Đảo Hawaii nhé, Hawaii San Gutanista đến từ Mỹ nhé. Một lon nước khá là đặc biệt với có rất nhiều các cái trải nghiệm mới lạ. Đánh giá một chút về cái lon này thì công nhận cái vỏ nó phải chắc phát đấy ạ. Vỏ rất là chắc nha, xịn. Về mùi vị thì nó cũng không có gì mà mình có thể tả được chi tiết sâu sắc với các bạn. Nhưng mà đại khái chúng ta sẽ tóm tắt được là nó có vị hơi ngọt và chua chua dịu dịu nhẹ nhẹ. Nói chung là rất là dễ uống đó, nhưng mà uống xong thì nó cũng không có cảm giác kiểu như là ợ hơi là phê viết như nước tăng lực hay là một số cái nước người ta có khí ga uống nó có ợ hơi hoặc là nó tạo cảm giác gọi là tiêu hóa. Nhưng lon này uống thì thật sự nó như là nước ép trái cây người ta xay ra rồi người ta bán rồi, nó cũng không có gì là khác cả. Rồi một chút chia sẻ của mình về cái lon Hawaii San Gutanista này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh cho đón theo video tiếp theo. Mình xin chào.